bó tay với bé mèo duy nhất sợ độ cao khiến họ nhà mèo mất mặt. Đây là câu chuyện của một cô gái nuôi mèo trong phòng trọ, 8 bé mèo chỉ trong một căn phòng khoảng 36 m². Trong nhà 8 đứa, đứa nào cũng biết leo trèo, chuyện đó cũng đương nhiên thôi mà đúng không? Vì mèo thì giỏi khoảng đó xưa giờ rồi mà. Tuy nhiên, bé mèo Leo này là một trường hợp cá biệt trong đó. Nó bị sợ độ cao và không thể leo trèo được dù chỉ là một cái thang ngắn ngủn nối lên gác trong phòng. Thấy cũng thương hết sức mà mấy anh em khác cứ tới tối là sẽ khăn gói lên gác ngủ với Sen. Đứa nào cũng phóng tót lên dễ như ăn cháo. Chỉ riêng mỗi thằng Leo là leo lên được vài bậc rồi đứng đó là ý ới cho Sen xuống bế lên. Mà cứ tối bế lên là sáng phải bế xuống vì nó không biết trèo xuống nốt. Vậy đó nên không bế nó lên ngủ thì cũng tội, mà cứ sáng tối như vậy hoài mình cũng khó khăn. Mèo gì mà không biết leo trèo với sợ cầu thang cũng không biết nữa. Này, chuyện xấu trong nhà để anh em với Sen biết thôi, chứ để tộc mèo mà biết thì khéo con này là bị trục xuất ra khỏi họ nhé Leo. Nhưng mấy hôm nay thì có chuyện biến khác rồi mọi người ạ. Sáng nay vì tiếng gọi của Hạc và Ba Tê thơm quá nên ảnh cũng bất chấp mà chật vật leo xuống. Trông khổ cực thế không biết, đu bám từng trụ cầu thang cứ lết lết thế mà may cũng tới nơi. Phải thế, luyện dần dần đi chứ Sen cũng đâu ở bên con mãi được. Làm mèo phải có chí hướng nha Leo. Mọi người có thấy bé mèo nào sợ độ cao như Leo nữa không? Hãy bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.